Xin chào các bạn idol. Và đây sẽ là video hướng dẫn cách thức rút tiền từ Bigo sang tài khoản ngân hàng, ví Agolet và ví Panel. Bước 1, bạn vào trang chủ app Bigo Live. Bước 2, bạn vào mục ví tiền trên giao diện tôi cá nhân. Bước 3, bạn chọn rút tiền. Lưu ý, tối thiểu phải có 6.700 đồng mới được rút tiền. Bước 4, nhập mật khẩu thanh toán. Mật khẩu bạn cần có độ bảo mật cao, vậy nên hãy chọn những dãy số quen thuộc với bạn. Lưu ý, không chia sẻ mật khẩu này cho bất cứ ai. Bước 5, chọn tài khoản rút. Trên Bigo sẽ hỗ trợ 3 tài khoản rút, đó là rút tiền trực tiếp về với thẻ ngân hàng, rút tiền sang ví Panel và hỗ trợ bởi kênh Agolet. Nếu đây là lần đầu tiên bạn rút tiền, vui lòng nhấn vào thêm tài khoản rút. Nếu đây là lần thứ hai bạn đã rút tiền, bạn sẽ chọn một trong 3 cái cách thức sau, bởi vì lịch sử trước đó bạn đã thiết lập. Chúng ta sẽ đến với phương thức đầu tiên, rút tiền từ Agolet. Thời gian xử lý từ 3 đến 20 ngày làm việc. Bước 1, điền thông tin nhận tiền. Ở mục ngân hàng nước nào, bạn lưu ý sẽ chọn Việt Nam. Tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản. Lưu ý, 3 thông tin này cần phải trùng khớp với thông tin thẻ ngân hàng hiện tại bạn đăng ký. Số chứng minh nhân dân, bạn lưu ý điền đúng số chứng minh nhân dân khi bạn liên kết với tài khoản ngân hàng và tạo tài khoản ngân hàng. Số điện thoại, email liên kết. Tiếp theo, chúng ta sẽ điền thông tin nhận tiền. Ở mục điền thông tin nhận tiền, bạn vui lòng chọn quốc gia Việt Nam, tỉnh, thành phố, mã bưu điện. Bạn có thể tra cứu thông tin mã bưu điện trên Google. Tên đường, nếu bạn đang ở vùng nông thôn, có thể nhập địa chỉ của xóm, bản, làng, ngày sinh của bạn. Nếu bạn không biết thông tin, có thể truy cập đường link phía bên dưới để kiểm tra. Chúng ta sẽ đến với phương thức rút tiền từ PNL, thời gian xử lý từ 3 đến 20 ngày làm việc. Bước 1, tạo tài khoản PNL. Ở mục đăng ký PNL, bạn chọn mục cá nhân. Lưu ý, mọi thông tin điền phía bên dưới phải bằng ký tự Latin không dấu, bao gồm mục tên, họ, địa chỉ email. Vui lòng chọn quốc gia Việt Nam. Địa chỉ tỉnh, thành phố, bạn điền tiếng Việt không dấu. Mã bưu chính, bạn có thể tra cứu thông tin này ở trên Google. Số điện thoại liên kết, nhấn vào mục tiếp tục. Ở thông tin chi tiết bảo mật, bạn sẽ thiết lập mật khẩu của ví PNL. Lưu ý, dòng mật khẩu sẽ là dòng thông tin đáng nhớ và không chia sẻ thông tin này cho bất cứ ai. Bạn sẽ điền thông tin về nghề nghiệp của bạn. Loại giấy tờ tùy thân, bao gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Chọn quốc gia phát hành và nhấn tiếp tục. Đây sẽ là bước cuối cùng để tạo tài khoản PNL. Bạn điền thông tin thẻ ngân hàng của bạn, bao gồm tên ngân hàng, chi nhánh, số tài khoản ngân hàng, street code ngân hàng và tiến hành tạo tài khoản đấy. Và nhấn phím gửi. Ở bước 2 sẽ có 2 hình thức. Cách thức thứ nhất, pay chuyển tiếp ngân hàng. Bạn sẽ chọn mục tên, họ, địa chỉ email, ngày sinh. Tất cả đều viết bằng ký tự Latin và không dấu. Nhấn vào bước tiếp tục. Pay chuyển tiếp về ngân hàng, bạn cũng sẽ điền mọi thông tin về tiếng Việt không dấu, bao gồm mục họ, tên, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh và nhấn tiếp tục. Cách thức thứ hai, chuyển đổi Bigo về PNL. Loại hình kinh doanh, bạn chọn cá nhân, bao gồm mọi thông tin,
như tên, họ, địa chỉ email, ngày sinh. Viết bằng ký tự Latin, không dấu, nhấn vào bước tiếp tục. Sau mọi thông tin này, bạn đã thiết lập thông tin PayMail thành công. Bạn chỉ cần nhấn số tiền bạn muốn rút. Vậy là đã thành công. Phương thức rút tiền cuối cùng: rút tiền từ ngân hàng. Thời gian xử lý từ 15 đến 20 ngày làm việc, không tính các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ trong năm. Ở một quốc gia, bạn chọn Việt Nam. Tên ngân hàng: chị hỗ trợ 4 ngân hàng sau đây. Đó là VIDB, Vietcombank, ACB, Techcombank. Số tài khoản ngân hàng: về mục họ và tên, sẽ có 2 khung điền. Khung điền thứ nhất, họ và tên có dấu. Khung điền thứ hai, họ và tên không dấu. Số chứng minh nhân dân, số điện thoại, email. Bấm lưu thông tin, sau đó chọn tài khoản rút. Nhập số tiền cần rút, bấm xác nhận. Giao diện rút tiền thành công. Vừa rồi, bạn đã xem xong video hướng dẫn về cách thức rút tiền từ tài khoản Bigo sang tài khoản thẻ ngân hàng, ví PayPal và e-wallet. Lưu ý về số ngày xử lý cũng như mọi thông tin bạn điền trên tài khoản PayPal, tài khoản e-wallet và tài khoản ngân hàng. Các mục: tiếng Việt có dấu, tiếng Việt không dấu. Lưu ý bạn mật về mật khẩu rút tiền và không chia sẻ mật khẩu rút tiền cho bất cứ ai. Chúc các bạn sẽ rút tiền thành công và đạt nhiều thành tích trên BigoLive Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bigo, Bigo!